cái từ giáo sư nào mà sao mà béo được. Ông ấy, tôi bảo không biết ông nào. Cười tươi quá. Bay quay cái đoạn này này thì đẹp quá các bạn. Quay cái đoạn này vừa bạn có mọi người đến đây là đẹp quá, vừa đẹp anh chàng muộn cái chỗ em quay thì không có ai cả. Giới thiệu với các bạn, đây là nhà hàng Hoa Viên, là một trong những nhà hàng nổi tiếng của thành phố Nam Định, được thông hành. Mời các bạn, các anh chị em và các cháu tới tham dự một tiệc vui khi mà thông hành chúng từ đất nước xa xôi bên Mỹ trở về thăm quê hương Việt Nam. Thì đây là một nhà hàng rất là sang trọng, đẹp đẽ và có đầy đủ những thức ăn đặc sản của thành phố Nam Định. Đây, xin mời các bạn nhìn qua khung cảnh màu sắc rực rỡ với những ánh đèn lộng lẫy như thế này. Rất đẹp các bạn nhỉ. Cây cỏ xanh tươi, đèn màu rực rỡ. Và thông hành tin rằng khi các bạn và các cháu, các anh em tới đây tham dự tiệc vui này sẽ rất là hài lòng với cái khung cảnh đẹp đẽ như thế này. Rồi tôi tin rằng là các bạn cũng sẽ và gia đình cũng sẽ ra đây có những tấm ảnh lưu niệm với cái khung ảnh như thế này thì thật là tuyệt vời. Và đây chính là một kỷ niệm mà thông hành khi trở về Mỹ để cho các bạn bên Mỹ được thưởng thức những thay đổi, những sắc đẹp của Việt Nam hiện nay.
em bạn bè và anh chị em thảo. Thank you.